Chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại thì em đang có cái mẫu gạch lát sân vườn có 5 mẫu, cái mẫu bản vuông 40-40 và dày là 3,5 phân bê tông nhé. Có tất cả là 5 mẫu, nhưng hai cái mẫu này nó đang là hot nhất hiện nay, nên là em sẽ giới thiệu tập trung vào hai mẫu này. Mẫu này nó gọi là mẫu chút họ này, kể cả là em bán ở trên TikTok hay là bán trên các phương tiện khác đều rất là hot nhá. Mẫu này là mẫu bông hồng này, các bác có thể trang trí lát sân vườn hoặc các bác ốp lên tường nhá, đều được nhá. Chất liệu nhựa thì là nhựa BB này, rất là dẻo bền, rất là dẻo bền, da khuôn cực kỳ dễ da và độ bền rất là tốt nhá. Và hai nữa là giá thành của nó rất là rẻ, chi phí rất là rẻ, chỉ có hơn 100.000 một tí thôi mà lại được bao phí ship nhá. Đấy, bao phí ship về tận nhà nhá. Bác nào có nhu cầu hãy kết nối với em nhé. Bên em luôn luôn sẵn số lượng lớn nhé. Bác nào lấy số lượng nhiều sẽ được giảm giá thêm nhé.